Bây giờ là hơn 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ kém. Ngay đây năm xưa cũng còn dấu tích của thành Gia Định. Các bạn có đi du lịch ở Sài Gòn thì đi đến con đường này thì chúng ta đi buổi chiều nha. Buổi chiều thì có rất là nhiều quán ăn. Bên tay phải Mỹ Bao Ngọt, có giáo xứ Phú Hiền số 216. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở ngã ba Phan Đăng Lưu và Đinh Tiên Hoàng. Ở đây thì có cái lăng ông bà Chiểu, chợ bà Chiểu nè. Thì theo hướng này là đường Phan Đăng Lưu đi về chợ Bà Chiểu, còn ngược lại thì chúng ta sẽ đi về ngã tư Mỹ Hiền, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đâu ha. Rồi hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi đến con đường Vạn Kiếp. Ngay đây năm xưa cũng còn dấu tích của thành Gia Định. Chữ Gia Định nữa nè. Rồi hành trình chúng ta hôm nay sẽ đi đến đường Vạn Kiếp để gửi đến một số cô chú anh chị có một thời gian gắn bó với con đường Vạn Kiếp này. Thì ở khu vực này có cái bệnh viện ngày xưa là bệnh viện Gia Định. Rồi sau đó thì đổi tên thành bệnh viện như bệnh viện Nhân Dân hết ta, là bệnh viện này. Ngay đây là cái bệnh viện Gia Định ngày xưa, đây ngay ngã ba Nơ Trang Long và Phan Đăng Lưu. Đây cũng còn có những dấu tích của công trình của ngày xưa nè. Như đây là phòng thi thông tin truyền an toàn tiết kiệm năng lượng này, của điện lực, nói chung là văn phòng này của điện lực. Và cái bên đây là bưu điện. Ở đây có xe bán cá kiển, cá lia thia, cá đá. Thì cái bệnh viện này bây giờ là tên là bệnh viện Ông Bú á. Ngay số 1 Nơ Trang Long. Ở đây thuộc quận Bình Thạnh nha các anh chị. Đây là trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh nè. Hiện giờ Sài Gòn rất là nắng. Bây giờ là hơn 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ kém. Ở đây là số 1 Nơ Trang Long, là bệnh viện ngay ngã ba Nơ Trang Long và Phan Đăng Lưu. Trang Long này thì chúng ta sẽ đi về quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp hoặc là quận 12 cũng được nữa. Đây, bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Bệnh viện này thì một trong những bệnh viện mà có tuổi đời hàng trăm năm ở ở Sài Gòn này nè. Trên trăm năm. Nó giống như bệnh viện Nhi Đồng ngày xưa đó. Ở bệnh viện Nhi Đồng ở quận Nhất vậy đó. Đây có đường Nguyễn Duy nè, ngã ba Nguyễn Duy và Nơ Văn Long có và Phan Đăng Lưu. Con đường này ngắn nhỏ lắm. À, con đường Nguyễn Duy nhỏ nhỏ này. Đây chúng ta ngắm lại cái bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ngày xưa thì có tên là bệnh, theo tìm hiểu thì có tên là bệnh viện Nguyễn Văn Học. Rồi sau đó thì đổi thành bệnh viện Gia Định. À, ở đây có cái cây bàn rất là mát. Đi tí nữa là mình sẽ đến con đường Vạn Kiếp. Con đường Vạn Kiếp là con đường nằm ở ngã ba Phan Đăng Lưu và Vạn Kiếp. Nếu ta đi thẳng thì sẽ đến quận Phú Nhuận ha anh chị. Còn quẹo trái thì mình sẽ đến cầu Hoàng Hoa Thám, khu Vạn Hoa, Phan Xích Long. À, đối diện con đường Vạn Kiếp. Ở trên đường Vạn Kiếp thì có ngôi chợ, chợ Vạn Kiếp luôn. À, đường Vạn Kiếp là một con đường mà rất là xưa rồi. Đây ở ngã ba đường Vạn Kiếp và Phan Đăng Lưu đây. Chúng ta cùng nhìn lại ha. Đi bây giờ thì quay hình ảnh rất là đẹp nhưng mà phải chịu nắng, nhưng mà không sao, để đổi những hình ảnh đẹp thì giá này cũng hợp lý. Rồi chúng ta đi vô cái con đường Vạn Kiếp nha. Đây cũng có con đường Trần Tế Xương đó nè. Con đường Vạn Kiếp thì con đường cũng rất là ngắn thôi, khoảng chừng 1 km thôi, nhưng mà con đường này nổi tiếng là những cái quán ăn vặt buổi chiều, nên các anh chị các bạn có đi du lịch ở Sài Gòn thì đi đến con đường này thì chúng ta đi buổi chiều nha. Buổi chiều thì có rất là nhiều quán ăn. Bên tay phải mình là số chẵn, bên tay trái mình là số lẻ. Có bún riêu, bún riêu. À, cháo vịt năm hai Vạn Kiếp nữa nè. À, đi đâu thì cũng có ăn, có uống, có chơi. Con đường này có cái hàng cây rất là mát. Tuy là con đường nhỏ nhưng có cây mát cũng đỡ. Một số hình ảnh này thông qua đây em cũng xin gửi đến anh Phan nha. Anh Phan một số hình ảnh về con đường Vạn Kiếp. Con đường này đúng là quá trời đồ ăn luôn. Cơm chay nữa nè, quán cơm chay, bánh mì. À, đây thì có cái hẻm 24, ủa không, hẻm 21 Vạn Kiếp. Đây có cái bình nước miễn phí, cái bình nước đá đó để cho ai đi ngang thì uống
hiểu, không phải tính tiền, của những mạnh thường quân. Ở đây là bún cá nữa nè. Rồi ngay đây có cái chùa, chùa Bảo Vân, 33 vạn kiếp. Chùa Bảo Vân. Có lẽ mình đi trưa quá nên những cái hàng ăn họ cũng sắp đóng cửa hết rồi. Cái khu vực này lần đầu tiên em đi đến đây luôn nè. Chắc có lẽ cái video này hơi dài. Tuy là con đường ngắn nhưng mà do mình đi bộ rồi mình nghĩa qua nghĩa lại, nghĩa tới nghĩa lui thì nó lại kéo dài thời gian. À, đầy bún riêu nữa nè. Ồ, phải nói là con đường bạn kiếp là con đường ăn uống rất là nhiều luôn. À, bên kia thì có 100 bạn kiếp là cái đình hay gì đó. Dừa hấu dưa lê, dưa là hấu dưa lê, dưa Mỹ bao ngọt 13.000 một ký. À, đây có một cái chùa nữa nè. À, đây là hẻm 69 vạn kiếp. Chùa Thiên Hưng. Wow. Ở đây rất là tấp nập ha. Bánh xèo miền Tây. Rồi chúng ta sẽ đi, chút nữa mình sẽ hoành lại đi vô cái chợ chợ bạn kiếp này nha. À, khu vực này là chợ nè, chợ bạn kiếp. Bán ốp lưng điện thoại. Bên kia là 162 vạn kiếp. Hớt tóc vũ lộc. Ở đây có bò kho bánh mì nữa nè. Chúng ta sẽ đi hết con đường bạn kiếp này rồi mình sẽ đi vòng qua đường
Đinh Tiên Hoàng, chợ Vạn Kiếp, khu vực này có chợ Bà Chiểu nữa. Chúng ta hôm nay sẽ lang thang khám phá ở cái khu vực Bình Thạnh này, để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh của Sài Gòn. Để có dịp mình đến đây hoặc là mình trước khi đến đây thì mình sẽ có cái để mình tham khảo ha. Con đường ăn uống, con đường Vạn Kiếp. Bên kia là 200, số 200 Vạn Kiếp. Quán cơm A Trưởng. Rồi bên kia là có bán xe bán mía nè, mía 15.000 một cây. Mía Cần Thơ. Nè, chỉ có giáo xứ Phú Hiền. Số 216. Số hình ảnh ở khu vực này gửi đến anh chị và các bạn, đặc biệt gửi đến anh Phan. Không biết phải hẻm 216 là ngày nay hẻm 216 bây giờ là phải là hẻm kỷ niệm của anh Phan hay không ha. Thì em xin gửi một số hình ảnh ở khu vực này, nếu mà đúng thì anh chị cho em xin cái comment nha. Có anh chị nào ở đường Vạn Kiếp cho em xin cái comment luôn để mình có thể giao lưu và chia sẻ kết bạn với nhau qua những cái cung đường của ngày xưa. Có những cái video mà các anh chị ở gần nhau á, là thông qua đó các anh chị comment vô thì bà con mình có thể gặp nhau, nhận ra hàng xóm của nhau. Rồi, số hình ảnh ở đường Vạn Kiếp gửi đến các anh chị các bạn. Video xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Rồi, mình nhìn lại đường Vạn Kiếp nha.